Tú Lưu xin thân ái kính chào quý vị đến với talk show đặc biệt của Trung tâm Thúy Nga Paris với những sản phẩm của Trung tâm. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại gặp gỡ những nhân vật mà của công ty Haizen, là một công ty rất là lớn ở Hàn Quốc về những loại dược thảo, thưa quý vị. Và Trung Tú Lưu xin được giới thiệu đến quý vị hai nhân vật trong ngày hôm nay. Trước nhất là sự trở lại của May. Xin chào, hi May. And người thứ hai đó, cô May là director của công ty Haizen. Và lần đầu tiên đó là cô Karen. Cô Karen đó là Vice President của công ty Haizen từ Hàn Quốc. Welcome back to Vietface TV and hi Karen. Hi. Nice to meet you. Xin chào quý vị. Rất là dễ thương, hai cô chào bằng tiếng Việt thưa quý vị. Hôm nay á, quý vị cũng nhớ rằng trước đây cách đây vài tháng thì Vietface TV và Trung tâm Thúy Nga bắt đầu giới thiệu đến cho quý vị một sản phẩm gọi là một cái probiotic, là bổ để đường tiêu hóa, và một cái soybean lecithin acid nè thưa quý vị. Và không ngờ thưa quý vị, sau cái show đó, hai cái sản phẩm này đã trở thành hot sale, và probiotic bây giờ đã sold out everything và phải đợi cái mới về. Trong khi đó thì cái bổ não cũng đã gần hết. Nhưng hôm nay cái show ngày hôm nay của chúng tôi là để hỏi, nói thêm về những cái tác dụng của cái lecithin folic acid và nói về cái công ty Haizen, cũng như là giới thiệu về một cái chương trình promotion rất là đặc biệt trong tháng tới đây mà quý vị phải biết và phải nghe và phải nhanh tay để có cơ hội, bởi vì chúng tôi đã dùng rất là nhiều cái sản phẩm này và nhiều người rất là tốt thưa quý vị. Bây giờ thì Trung Tú Lưu bắt đầu bước vào chương trình và sẽ hỏi về những cái câu hỏi, và Trung Tú Lưu sẽ lược dịch chút xíu sau khi mà mấy bà trả lời thưa quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên đến bà Karen về những cái sản phẩm mà chúng ta đang tìm hiểu, đó là lecithin folic acid. Karen, I heard that has a new power lecithin folic acid, that's number one nutrition. Yes. In 20 years, last 20 years, and in Korea, you're very popular. This company Haizen have 150 store right there. Could you tell me why the lecithin product you have is so popular? And by the way, the audience, they still want to know, what is the lecithin? Okay. This one. What is it? Okay, it's hard to say simply, but it is say lecithin is essential brain nutrients with a phosphate content of over 68%. Wow. It's also an emulsify that dissolve the blood clot. Wow. Okay. Cleanse the blood vessel and decompose the cholesterol. Strengthen the cell membrane and dissolves only substance in the blood in the body. Okay, I translate. Thưa quý vị, lecithin đó, bà nói là một cái chất dinh dưỡng não thiết yếu với hàm lượng phospholipid trên 68%. Nó cũng là một chất nhũ hóa làm hòa tan cục máu đông trong não đó quý vị, và làm sạch mạch máu, là phân hủy cholesterol, rồi gia tăng tăng cường mảng tế bào và hòa tan các chất nhờn trong cơ thể nữa. Rất là tuyệt vời. And Karen, what is the dementia and are the cause of dementia? Okay, in short, it is a disease of the blood vessel of the brain. Oh. Includes the dementia and stroke. Oh. Mm-hmm. The difference between the stroke and dementia is which fat and protein buildup in the blood vessels of a brain without being broken down. And dementia is the disease in which fat and the protein accumulate in the blood vessel without being broken down. Chúng tôi luôn hỏi bà đó là, thưa quý vị, dementia tức là sa sút trí tuệ. Thì chúng tôi luôn hỏi là sa sút trí tuệ là gì và nguyên nhân gây ra sa sút trí tuệ. Thì bà nói rằng đó là một cái bệnh về mạch máu não, và các bệnh trong mạch máu não bao gồm sa sút trí tuệ và đột quỵ. Sự khác biệt của đột quỵ và sa sút trí tuệ là đột quỵ là một bệnh trong đó có chất béo và protein tích tụ trong các mạch máu của não mà không bị phá vỡ, và sa sút trí tuệ là một bệnh trong đó chất béo và protein cũng được tích lũy trong các mạch máu không bị phá vỡ và nó tắc nghẽn các mạch máu. Hai cái khác nhau như quý vị, đột quỵ là không có tắc nghẽn mạch máu, nhưng mà còn sa sút trí tuệ là bị tắc nghẽn cái mạch máu luôn. Can you let's talk about dementia a little bit? Okay, let's talk about more detail in dementia.
Mm-hmm. So there are three types of dementia. Oh, three types. Number one type is Alzheimer's. It's the most common disease that causes dementia. Mm-hmm. And it is a disease in which photoluminescent cells are lost in the brain, and the protein synthesis materials accumulate without dissolving. Mm-hmm. Number two is a vascular dementia. Mm-hmm. Is the symptom of a dementia caused by the fat clog sticking to the blood vessel in the brain and not dissolved. Mm-hmm. And number third type of is Parkinson's disease. Mm-hmm. It is a progressive degenerative brain disease that affects the nerves of the head. Wow. So last part of the period, the Parkinson's disease can be progressed as a dementia. Oh, okay. Và thưa quý vị, chúng tôi luôn xin được dịch lại những lời bà mới vừa nói, bà Karen. Thưa quý vị, nói về cái sa sút trí tuệ mà chúng tôi luôn muốn bà nói thêm đó, thì bà nói là có ba loại điển hình của sa sút trí tuệ. Thứ nhất, thưa quý vị, đó là bệnh Alzheimer. Đây là căn bệnh phổ biến nhất gây ra chứng mất trí nhớ. Và nó là một căn bệnh trong đó các tế bào phát quang bị mất trong não và các vật liệu tổng hợp protein được tích lũy mà không hòa tan. Nó tích lũy trong đó, nó làm tắc nghẽn đó, thưa quý vị. Sa sút trí tuệ mạch máu là trường hợp thứ hai. Đây là triệu chứng của những chiếc sa sút trí tuệ do những cái cục mỡ đó bám vào các mạch máu trong não và nó không có tan biến, nó nằm yên trong đây luôn. Và cái thứ ba bà nói đó là Parkinson. Parkinson mà quý vị thấy cái tay hay bị rung vậy nè. Đây là một cái bệnh thoái hóa não trên tiến triển ảnh hưởng đến các dây thần kinh của đầu. Và thưa quý vị, đây là những cái loại mà quý vị biết không, cái hộp thuốc mà cái hợp dược thảo này nè, soybean lecithin folic acid là một loại tuyệt vời để giúp đỡ cho quý vị về những cái sa sút trí tuệ và bổ não, coi như là những cái bệnh stroke này kia đó, thưa quý vị. I ask you one more question. Dementia is disease caused by the loss of death of nerve cell in the brain. Can you tell me what the symptoms that appear in the early stage dementia are? May? Dementia, you know, as the early symptom is they are memory loss and blurry judgment, because you know they cannot easy decision, okay, and then loss of the sense of the direction and change the taste. Wow. And can smell, you know, attachment. Wow. People get attachment, and then you know, the I heard that it's really the weird, but you know, chlamydia. However, you must, you know, remember this. Dementia is not a disease that can be cured after it begins. So prevent is essential. Even the if these symptoms do not cure, so the brain continues to shrink as we age. Wow. So a supplement should be used to prevent shrinkage. So with no cure, prevention is only the answer. Wow. Thưa quý vị, rất là thú vị vì tám trong cái mà sa sút trí tuệ mà thể hiện đó, thưa quý vị, đó là mất trí nhớ nè, thứ hai là phán đoán mờ nhạt, và thứ ba là mất cảm giác về phương hướng, thứ tư là thay đổi khẩu vị, và thứ năm chúng ta không thấy mùi gì hết, và đặc biệt là thứ sáu, thưa quý vị, là những người bị bệnh này đó thường thường bị phụ thuộc, có nghĩa là phải nhờ cái này, phải có một cái người kèm và rất là nhờ vả. Và thưa quý vị, cái thứ bảy và thứ tám đó là giấu đồ và ăn cắp đồ. Đây là một trong những cái bệnh sa sút trí tuệ mà quý vị nếu mà có người nhà mắc phải, hoặc quý vị cảm thấy mình đã có phải trong 8 điều này đó, thì quý vị phải dùng cái loại này. Vì sa sút trí tuệ không phải là một căn bệnh có thể chữa khỏi sau khi mà nó đã bị, thưa quý vị. Nhưng mà phòng ngừa là điều cần thiết nhất. Và ngay cả khi những triệu chứng này không xảy ra, não vẫn tiếp tục co lại khi chúng ta già đi. Tức là già đi thì não co lại. Vì vậy nên chúng ta phải bổ sung những dược thảo và lecithin folic acid này được dùng đó, thưa quý vị, để ngăn ngừa cho những cái trước những triệu chứng này. Vì không có cách chữa trị, và phòng ngừa là câu trả lời duy nhất mà cô May đã nói như vậy, thưa quý vị. May and Karen, do you know what? These days so many people around me
are suffering from right. dementia. Mm. And so I see family members around struggling, especially physically. That's an ingredient and role does hasn't listening have to prevent this symptom? Yes. They have a lot? Yes. When the person's brain is dry, mm-hmm. about 30% is 30%. Composed. 30%. Yeah, 30%. Is composed of a component called lecithin. Mm-hmm. The lecithin is a substance that forms cell membranes. Mm-hmm. So you have to take a lecithin, and when you take it, a lot of percentage is absorbed into the brain. Oh. Because the lecithin is one part of the make a cell brain cell membrane. Oh. Thưa quý vị, chúng tôi xin được dịch lại là trong những ngày này thì rất là nhiều người xung quanh chúng tôi đều thấy rằng đã đang bị chứng mất trí nhớ. Vì vậy các thành viên trong gia đình cũng đang vật lộn. Và bà nói đó, những cái triệu chứng này như thế nào thì bà nói là khi não của một con người á, bị co lại khô lại đó thưa quý vị, thì nó bị khô lại khoảng 30%, bao gồm một thành phần gọi là lecithin. Lecithin là một chất hình thành mảng tế bào. Vì vậy chúng ta phải dùng lecithin. Và khi chúng ta dùng nó, rất nhiều phần trăm sẽ được hấp thu vào não và giúp cho não không bị co lại được nhiều. I heard that lecithin that's make from soybean. That's really. And there are any some ingredient add inside that? Yes, usually there are many food contains lecithin like egg yolk and fish and other things. Especially in soybean, very safe lecithin, and then about more than 68% of the good stuff in it. Oh. So there are many multi ingredients, like around 12. Thưa quý vị, chúng tôi thấy là chữ soybean đó là nghe nó rất là đậu nành rồi thưa quý vị. Chúng tôi hỏi bà là cái này có ngoài đậu nành nó có thành phần nào khác được thêm vào không, thì bà cho biết rằng được làm từ rau, đậu nành và các loại khác, và những thành phần dược được thêm vào là gồm có arginine, acid folic, chiết xuất phấn hoa, glucosamine, rồi green tea, green rồi hành xanh, rồi nhiều thứ khác nữa, bạch quả, rồi chiết xuất bạch quả, rồi phosphate, rồi taurine, nhiều thứ khác thưa quý vị. Please tell me about the specific effect of the ingredient. Are there any other place in our body that affect us besides the brain? Yes, it has a strong dementia prevention effect. If you take high-end lecithin, it melts in the fat in the liver and it helps clears the eye first. The most common user case is the removal of cholesterol also. Thưa quý vị, chúng tôi đã hỏi rằng nếu mà bà có biết tác dụng cụ thể của cái thành phần lecithin folic acid này không, và có bất kỳ một nơi nào khác trong cơ thể chúng ta mà ngoài cái bộ não nó có giúp cái gì khác không, thì bà nói cho biết rằng nó có tác dụng nhiều lắm quý vị. Thứ nhất là sa sút, ngăn ngừa sa sút trí tuệ mạnh mẽ nè, mà nếu mà chúng ta dùng cái loại dược thảo này nè, nó sẽ làm tan chảy chất béo trong gan và giúp làm cho con mắt của chúng ta khỏe mạnh hơn nè. Rồi trường hợp mà người dùng mà phổ biến nhất á, là nó loại bỏ cholesterol. Đó, loại bỏ cholesterol, đó là những cái tác dụng rất là đặc biệt. Thưa quý vị, để khỏi mất thời giờ, chúng tôi sẽ giải thích những tấm hình này nè. Thưa quý vị, thấy những cái tấm hình này là đây là bà nói những dữ liệu này đã nhận được từ trụ sở chính tại Hàn Quốc gửi qua. Đây là những hình ảnh của hoạt động của não, và nó là một dữ liệu xác minh hiệu quả rõ ràng thông qua việc dùng lecithin. Những so sánh trước và sau khi dùng quý vị đó, thấy trên cùng, cái hình trên cùng là não trái nè, rồi não dưới bên phải nè, màu hồng và xanh lá cây trong bức ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy đó là hình ảnh của các mảnh vụn chất béo và protein trong não. Trong bức ảnh thứ hai thì dần tan chảy đó, tức là cái nó đã dần tan chảy sau khi đã được chụp, và có thể thấy rằng những hình ảnh rõ ràng trong 1/3 đó là khi nào trong não, là khi nào bạn chụp nó đó, trong hơn 1 năm thì nó đã thay đổi rõ rệt, và chúng ta thấy những cái hình này. Wow, this is really helpful pictures for understanding. And the words you said earlier that dementia not a disease to be cured, but a disease to be prevented. Their case on improve that? Oh yeah, I have an actual customer who used lecithin
maybe more than 6 months. So he is the pastor. He has a high blood pressure and then problem with high diabetes. Thưa quý vị, bà nói là những nhân chứng của bà nói là bà có cái ông đó là pastor mục sư đó, thưa quý vị. Ông bị vừa là cao mỡ, cao máu, tiểu đường luôn. And even he lost his eyesight. Wow, mờ mắt so luôn. So when they came to our store, the wife, pastor's wife was just accosted to the pastor. So I didn't know at the time, but he purchased our health mattress and then used the lecithin. He called me 3 weeks later and he said, I want to thank you because my blood pressure is low and also glucose level of the diabetes dramatically dropped. So he have a very good result. So he tell me usually the glucose, the blood glucose level is usually 400 milligram per deciliter, usually. But when we go to the doctor's office, get insulin injection, best result is 180 milligram per deciliter. But after taking a lecithin, he just give me a testimonial, like 110 milligram per deciliter, which is very, very low in his record. Ok, thưa quý vị, Tim Thu Lưu sẽ tóm tắt câu chuyện đó là sau khi dùng cái lecithin 3 tuần đó thì ông mục sư đã gọi lại cho bà Karen và cảm ơn rất là nhiều, bởi vì máu huyết đã xuống ổn định và đường huyết cũng xuống ổn định rất là nhiều, đến nỗi bác sĩ phải ngạc nhiên luôn. Đó là những cái tác dụng tuyệt vời của lecithin folic acid trong vòng 3 tuần, thưa quý vị, chỉ 3 tuần thôi. Khi mà trước khi tôi vào show, họ nói họ rất là biết ơn những người, những khách hàng Việt Nam của chúng ta đã dùng Hyzen lecithin acid và mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ. I have a testimony for the, you know, the vision. A few months ago, the husband and wife, Korean couple, come to the our store, and then the husband said, my wife need a little start, the, you know, dementia symptom comes out. They asking to me, is it true? I never heard that the brain, you know, the nutrient is, you know, like lecithin. So I just a little more explain about that. And then they bought two boxes for 4 months. And then after a couple of months, you know, the guys came back to me. I asking, you know, oh, what's going on? Your wife says, she took the lecithin. And then after 2 months, her eyes is, you know, blurry eyes is more clear. I think blood, you know, the vessel is more clean. Because, you know, the all the blood vessel have a fat and protein is, you know, the thick. So that's why they said, you know, I needed to. So it's a very popular, most of the, you know, the they got a good result for vision. Thank you. And cô May cũng kể chuyện là hai vợ chồng, cũng có hai vợ chồng của một người khách hàng đó, thưa quý vị, người vợ bị sa sút trí tuệ nhẹ và con mắt cũng bị mờ rồi, nhưng mà khi ông chồng tới mua hai cái hộp lecithin folic acid này về uống thì sau 2 tháng thì ông tới ông nói với cô rằng con mắt đã sáng rỡ và đã cô người vợ đã khỏe lên rất là nhiều. Cái này là lợi ích rất là lớn mà quý vị cũng đã nghe trong buổi show hôm nay rồi. Chúng tôi đang có một cái chương trình on sale đặc biệt. Chúng ta thấy rằng ở bên Hàn Quốc đó là 380 đồng một hộp nha quý vị. Nhưng mà chúng tôi hiện đang bán chỉ có 300 đồng một hộp. Nhưng trong cái tháng promotion này đó là mua 1 tặng 1 và chỉ có 1 tháng mà thôi. Chỉ có 1 tháng buy 1 get 1 free. Quý vị phải nhớ là bởi vì cái chương trình này that's a because... Because what? The sale expiration days is coming up the December, end of the December. That's why. Sắp rồi kìa. Thưa quý vị, bởi vì cái hộp này nó sẽ hết hạn vào tháng 12. Tuy nhiên quý vị nhớ nha, hết hạn tháng 12 nha, chúng ta có thể uống được cả năm nữa. Nhưng mà bởi vì sắp hết hạn nên công ty phải sell out. Don't buy too much for one person. Oh, đừng có mua nhiều quá. So, if you buy right now, we can buy a lot and give the friend. Of course, yeah. Yes. So, our company decision, one purchases, get one free.
please. Hurry. Rất là đặc biệt thưa quý vị. Các bạn nói đừng có mua nhiều quá, nhưng chúng ta có thể mua nhiều để tặng cho bạn bè, người thân thưa quý vị. Và quý vị nhớ rằng đang có chương trình sale Lysine Folic Acid Soybean rất là đặc biệt của công ty Hygiene, mà quý vị trước đây mua 300 đồng một hộp thì bây giờ tháng này sẽ là 300 đồng một hộp, mua một tặng một, và chỉ có một tháng này mà thôi. Quý vị sẽ gọi vào ngay cho trung tâm Thúy Nga hay là Việt Face More để mua những sản phẩm này. Đây là những cái sản phẩm rất là đặc biệt. Thank you for Karen, thank you for May was coming. And thank you, you bring the good product for us and what's become the popular product now. Thank you so very much. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong show tới. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn.